Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9 tháng 3 đã chỉ trích gay gắt vụ tấn công bệnh viện nhi ở Mariupol. Trong khi đó, thì Nga cáo buộc Ukraine dùng bệnh viện để làm điểm ngắm bắn. Theo đó, ông Zelensky cho biết Ukraine đã không và sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy ở bất kỳ thành phố nào của vùng Donetsk hay của bất kỳ khu vực nào khác. Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra sau khi các quan chức Ukraine mô tả một cuộc không kích nhằm vào bệnh viện, gồm cả khoa sản và nhi, làm nổ tung cửa sổ, phá vỡ tường ngăn và thiêu rụi ô tô đậu bên ngoài. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova không phủ nhận vụ tấn công tại cuộc họp giao ban ở Moscow. Bà cho biết các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa của Ukraine đang sử dụng bệnh viện để bố trí các tay súng sau khi đưa nhân viên và bệnh nhân ra ngoài. Nói rằng những người trong bệnh viện đã lẩn trốn kịp thời khi có tín hiệu không kích. Tuy nhiên, ông nói rằng một cuộc tìm kiếm trong đống đổ nát vẫn đang diễn ra. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới đã cho biết xung đột Nga-Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng y tế ở Ukraine. Tổ chức này lên án ít nhất 18 cuộc tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe và nhân viên y tế. Theo hãng tin AFP, ông Michael Ryan, giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cảnh báo tình trạng bạo lực kéo dài trong 2 tuần qua đã khiến gần 2,2 triệu người phải chạy trốn khỏi Ukraine và cũng đang tạo ra một cuộc khủng hoảng y tế về nhiều mặt. Ông cho biết khoảng 1.000 cơ sở y tế gồm các bệnh viện và phòng khám nằm cách các tiền tuyến khoảng 10 km. Trong khi đó, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, tổ chức này đến nay đã xác minh được 18 cuộc tấn công vào các cơ sở y tế, nhân viên y tế và xe cứu thương. Còn ông Ryan cho rằng hệ thống y tế Ukraine có khả năng phục hồi đáng kể trước những căng thẳng mà nó phải trải qua. Nhưng chắc chắn có những yếu tố của hệ thống y tế này, đặc biệt là những bộ phận của cơ sở hạ tầng và lực lượng lao động đang làm việc ở tuyến đầu, đang phải chịu áp lực rất lớn. Nhiều cơ sở ở Ukraine đang gặp khó khăn trong việc vận hành do gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn điện, nước sạch và nhiên liệu cho máy phát điện. WHO cho biết các điều kiện này đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho các bệnh truyền nhiễm như COVID-19, sởi hoặc dịch tả. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2022-2027 đã khai mạc sáng nay 10 tháng 3 tại thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự đại hội. Dự đại hội có sự tham dự của gần 1.000 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trên mọi lĩnh vực, vùng miền, dân tộc, tôn giáo của cả nước. Trong những năm qua, phong trào phụ nữ và bình đẳng giới của nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, chiếm hơn 50% dân số và gần 48% lực lượng lao động. Phụ nữ Việt Nam đã có mặt và chủ động tham gia trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội ở mọi vùng miền của Tổ quốc. Các tầng lớp phụ nữ đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, đồng thời là nhân tố đặc biệt quan trọng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Với chủ đề phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo hội nhập, xây dựng tổ chức hội vững mạnh vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước, đại hội sẽ đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động của hội 5 năm qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới và bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 9 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Với việc tập trung vào công tác xây dựng pháp luật tại phiên họp thứ 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu siết chặt kỷ luật kỷ cương, khẩn trương, quyết liệt với tinh thần là chủ động ở cả cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan nghiên cứu. Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong hơn 7 ngày làm việc và chia làm 2 đợt, từ mùng 10 đến 16 tháng 3 và từ 22 đến 26 tháng 3. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nhiệm vụ rà soát hoàn thiện pháp luật của nhiệm kỳ này là rất lớn, nên nếu cần thiết sẽ phải có thêm kỳ họp bất thường để xem xét. Liên quan công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành toàn bộ thời gian ngày 16 tháng 3 để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Trong đó, có hai nhóm vấn đề nóng có tính thời sự hiện nay là giá xăng dầu, đấu giá đất. Hai Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà sẽ là người trả lời chính. Cho ý kiến về dự thảo pháp lệnh trình tự, thủ tục tòa án nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy đủ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong phiên làm việc sáng nay. Đa số các ý kiến thống nhất quan điểm, việc đưa các đối tượng trẻ em vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có tính chất hỗ trợ chữa bệnh, giáo dục, chứ không phải là biện pháp xử lý hành chính.
Vì vậy, cần tiếp tục rà soát để bổ sung hoàn thiện thêm về thủ tục yêu cầu đảm bảo tính thân thiện, mềm mại để thực hiện có hiệu quả pháp lệnh này. Tiếp tục với một nội dung đáng chú ý, sau hành trình bay dài hơn 11 tiếng, vào sáng nay mùng 10 tháng 3, chuyến bay QH9066 đưa 300 người Việt tại Ukraine về nước đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Đây là những người Việt sơ tán qua Ba Lan đầu tiên trở về nước do tình hình chiến sự phức tạp ở Ukraine. Cụ thể, trên chuyến bay có 300 công dân, trong đó có 48 người cao tuổi, 18 trẻ em dưới 2 tuổi, 2 phụ nữ mang thai và nhiều người có vấn đề về sức khỏe. Đây là chuyến bay sơ tán thứ hai được các bộ ngành cơ quan đại diện Việt Nam phối hợp tổ chức miễn phí cho bà con trên tinh thần ưu tiên cao nhất của Đảng và Nhà nước dành cho công tác bảo hộ công dân. Theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước, thì đến sáng nay còn gần 600 công dân tại Romania và khoảng 400 công dân tại Ba Lan có đăng ký nguyện vọng về nước. Bên cạnh đó, tính đến 16 giờ ngày 9 tháng 3, các cơ quan đại diện đã đón gần 4.000 người Việt đã được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine. Trước tác động của những lệnh trừng phạt hà khắc quy mô chưa từng có của các nước phương Tây nhằm vào Nga, Ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga vừa tổ chức buổi tọa đàm để đánh giá tình hình và chung sức tìm ra giải pháp khắc phục, ổn định và phát triển. Tại buổi tọa đàm, đã có hơn 20 ý kiến phát biểu đưa ra nhận định về tình hình khó khăn hiện nay của nước Nga, những tác động đối với cộng đồng người Việt tại Nga và chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các ý tưởng để khắc phục trong ngắn hạn cũng như tính đến các kịch bản khác. Nhưng chúng tôi rất mừng vì có một cái tinh thần chung là mọi người nhận thức được cái khó khăn đấy và có một cách tiếp cận rất là xây dựng, là chúng ta biết là sẽ khó khăn nhưng chúng ta chuẩn bị để mà khắc phục những cái khó khăn đó, cố gắng là giữ cái hoạt động, giữ được các cái mối quan hệ trong cộng đồng với nhau để hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Tình hình hiện nay đối với cộng đồng người Việt tại Nga được nhìn nhận là rất khó khăn. Việc thanh toán gặp nhiều trở ngại, đồng rút mất giá, nhiều doanh nghiệp nước ngoài rời bỏ thị trường, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, giá cả hàng hóa tăng làm cho việc kinh doanh của bà con đối mặt với nhiều rủi ro. Qua cái buổi tọa đàm hôm nay thì Ban Công tác Cộng đồng trước hết là tiếp thu các ý kiến đóng góp của cộng đồng ta, thành lập các cái nhóm để xây dựng lên cái kịch bản trong tương lai thế nào, tiếp tục khó khăn, tiếp tục trụ vững hay là để phát triển sản xuất, phát triển kinh doanh ra sao. Vì vậy là Ban Công tác Cộng đồng sẽ phối hợp với các hội đồng hương, với hội người Việt tại các địa phương để thường xuyên trao đổi thông tin và tìm các cái giải pháp để hỗ trợ cho bà con trong cái giai đoạn hiện nay. Tại buổi tọa đàm, đại diện các hội đoàn đều bày tỏ sẵn sàng quyên góp, giúp đỡ, đón tiếp những người Việt từ Ukraine sơ tán sang Nga, cũng như giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt tại Nga. Các hội người Việt ở Volgograd, Krasnodar đều bày tỏ sẵn sàng được tiếp đón khi có bà con người Việt từ Ukraine di chuyển sang trong thời gian tới. Vừa qua, các hội người Việt tại Voronezh và Rostov cùng với đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã đón được 23 người Việt từ Ukraine sơ tán sang và bố trí nơi ăn, trốn ở để bà con về nước trong thời gian sớm nhất. Hiệp hội Điều Việt Nam Vinacast chính thức thông báo có 36 container điều xuất khẩu sang Italia bị mất quyền kiểm soát. Đây là thông tin được Vinacast đưa ra tại buổi họp báo khẩn diễn ra vào chiều tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì Vinacast cũng đã có đơn kêu cứu đề nghị đưa ra nghi vấn về vụ lừa đảo 100 container điều xuất sang nước này. Theo đại diện lãnh đạo Hiệp hội Điều Việt Nam Vinacast, trong 100 container theo cam kết ban đầu với người mua tại Ý, có 36 container được các doanh nghiệp xuất đi và thất lạc chứng từ gốc, số còn lại các doanh nghiệp kịp thời ngưng giao dịch sau khi phát hiện các yếu tố lừa đảo. Giá trị 36 container điều này vào khoảng hơn 7 triệu đô la Mỹ, tương đương với 162 tỷ đồng. Trong ngày hôm qua, Vinacast đã làm việc với 5 ngân hàng Việt Nam, các doanh nghiệp, hãng tàu liên quan, nhưng hầu hết đều cho biết việc tìm chứng từ gốc lô hàng vượt quá khả năng. Vinacast đánh giá doanh nghiệp có nguy cơ mất hàng và cho rằng là tình huống cấp bách. Đáng nói, các cảng sẽ đón tàu lại không phải là cảng lớn mà nhỏ lẻ rải rác. Có một tổ chức tội phạm mà đã tác động vào cái hành vi này. Thì điều đó thì với một cái doanh nghiệp, với tổ chức ngân hàng, với tổ chức hiệp hội chúng tôi thì không thể nào mà có thể là tìm ra được cái
tổ chức đó, hoặc cũng không thể nào mà tuyên bố được rằng là cái sự việc tội phạm đó nó xảy ra ở giai đoạn nào. Còn Ngân hàng Việt Nam chắc chắn là khi nhận được bộ chứng từ gốc của các doanh nghiệp đều đã chuyển đi bằng chứng từ gốc. Vấn đề càng trở nên gấp rút vì đã có 2 đến 3 container nằm tại cảng của Ý và các container còn lại sẽ cập cảng trong tháng 3 này. Trong khi đó, hiện hãng tàu cho biết họ làm theo thông lệ quốc tế, nghĩa là ai có bộ chứng từ gốc thì được nhận hàng. Dù cho bây giờ các doanh nghiệp Việt Nam báo rằng là họ đang là nạn nhân và người đến nhận hàng đó là kẻ cướp, thì họ cũng, hãng tàu cũng không thể nào không giao. Họ còn đặt ra một câu nói rằng là nếu mà hãng tàu không giao thì cái người nhận hàng bên đó có đủ pháp lý để thưa tòa án, nên rất khó cho các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta. Vinacast cho biết chủ doanh nghiệp môi giới những lô hàng trên là Kim Hạnh Việt, hiện đang ở Mỹ. Có doanh nghiệp đã liên hệ được với chủ đơn vị này nhưng thông tin trao đổi khá hạn hẹp. Do đó, nhiều đơn vị đang nghi ngờ có hay không sự tiếp tay của đơn vị này dẫn đến khó khăn phát sinh như trên. Bản thân các doanh nghiệp chưa biết được ông khách Ý này là ai, nhưng mà thông qua môi giới nên rằng là tin được. Như tôi nói là nếu không có sự việc này xảy ra thì Kim Hạnh Việt này vẫn đã từng môi giới hàng ngày, hàng tháng, liên tục nhiều năm. Qua dịp này thì mới có những thông tin chính thức từ các hiệp hội là tố cáo là cô Hạnh này là có những cái động thái mà nghi ngờ là có dấu hiệu là tiếp tay cho lừa đảo. Hiện Vinacast cũng đã gửi đơn cầu cứu tới cả Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để mong muốn các tổ chức nhà nước có phương thức hỗ trợ. Thương vụ Thương mại Việt Nam ở Ý đã trực tiếp đến làm việc với hải quan bến cảng nơi mà các lô hàng điều đang chuẩn bị đến. Đại diện vụ thị trường Bộ Công Thương cũng đã đến Đại sứ quán Ý tại Hà Nội để tác động tới các cơ quan chức năng ở Ý có biện pháp bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp Việt Nam. Một bệnh nhân bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông phải được người nhà đẩy từ trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi ra ngoài đường mới có thể lên xe cấp cứu để chuyển viện. Lý do là vì bệnh viện này ngăn cấm, không cho xe cấp cứu từ bên ngoài vào. Câu chuyện diễn ra vào đêm qua khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc. Đây là cảnh bệnh nhân cấp cứu phải chuyển viện tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi do phóng viên VTC1 ghi lại vào đêm qua. Bệnh nhân này bị tai nạn giao thông chấn thương rất nặng. Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi dù đã làm thủ tục chuyển viện, nhưng khi người nhà gọi xe dịch vụ cấp cứu bên ngoài, thì phía bệnh viện ngăn không cho xe vào bên trong bệnh viện. Bất đắc dĩ, người nhà phải đưa bệnh nhân lên băng ca đẩy ra đường để chuyển lên xe. Hành vi chặn xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã gây bức xúc cho người nhà bệnh nhân, bởi việc đẩy bệnh nhân bằng băng ca ra đường có thể gây ảnh hưởng xấu tới việc cứu người. Đã cấp cứu và đã cứu người rồi chuyển viện của công như phải đẩy ra tốt, nhỏ ra tốt hôm nay. Em mà làm gì gì loại mà. Xin hai ba lần á không cho vô. Cho vô một lần là đuổi ra. Rồi sao mà tao lại cho mình cái ghế để mình đẩy bệnh nhân ra đây? Cho là cái xe này chạy vô rồi, cái rồi họ đuổi ra, cái rồi để ghế đó rồi sẽ đẩy đâu này. Theo thông tư số 27 của Bộ Y tế năm 2017 về quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương ở điều 4, điểm C có yêu cầu các cơ sở y tế phải hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi và không được có hành vi hoặc quy định ngăn cản xe ô tô cứu thương của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác khi thực hiện hoạt động vận chuyển người bệnh tại cơ sở của mình. Kể cả trong trường hợp người bệnh hoặc gia đình người bệnh không sử dụng xe ô tô cứu thương của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của mình mà thuê xe ô tô cứu thương của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để vận chuyển. Tuy nhiên, theo thông tin mà phóng viên có được, đây không phải là lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi chặn xe cứu thương từ bên ngoài vào để đưa bệnh nhân chuyển viện. Tại buổi làm việc trực tuyến với Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có đề xuất phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thành 2 đợt, trong đó đợt 2 cách đợt 1 10 ngày. Đợt 1 sẽ dành cho thí sinh bình thường, còn đợt 2 thì dành cho thí sinh là F0, F1 không thể tham gia kỳ thi đợt 1. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian đợt 2 cách đợt 1 10 ngày vì hiện nay theo quy định của ngành y tế, F0 có thời gian cách ly 7 ngày và 3 ngày theo dõi, F1 có thời gian cách ly 5 ngày và 5 ngày theo dõi. Vì thế, nếu thí sinh rơi vào một trong hai trường hợp nêu trên, sau khi hoàn thành thời gian cách ly thì các em vẫn có thể tham gia kỳ thi đảm bảo quyền lợi xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng theo đúng nguyện vọng và năng lực.
Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng đề xuất trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các trường đại học thực hiện tuyển sinh đồng loạt, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 87.000 thí sinh chính thức và 10.000 thí sinh tự do. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch cho phép các resort từ 3 đến 5 sao đón khách quốc tế thông qua các công ty kinh doanh du lịch lữ hành. Tiếp theo, đến ngày 15 tháng 3 thì cả ngành du lịch mở cửa đón khách quốc tế rộng rãi theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Theo đó, khách quốc tế đến với Bình Thuận phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận. Liều vaccine cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất là 14 ngày và không quá 12 tháng, hoặc người đã được chữa khỏi bệnh COVID-19 từ lúc xuất viện đến khi xuất cảnh không quá 6 tháng. Đối với khách du lịch dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người có bệnh nền chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ số mũi được đi cùng bố mẹ người giám hộ phải thực hiện nghiêm việc xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền ở nước xét nghiệm cấp giấy chứng nhận, trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi. Phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu là 20.000 đô la Mỹ. Thưa quý vị, giá dầu thế giới mới đây tiếp tục xác lập mức đỉnh lịch sử trong vòng 14 năm trở lại đây khi mà tiến tới mốc là 140 đô la Mỹ một thùng. Và theo tính toán của các đại lý xăng dầu ở Việt Nam thì nhiều khả năng giá xăng có thể tăng lên tới khoảng 30.000 đồng mỗi lít nếu thuần theo thị trường. Và đây có thể coi là mức giá không tưởng đối với nhiều người cũng như là các doanh nghiệp vận tải hiện nay. Vậy khi mà giá xăng dầu tiếp tục bị đẩy cao thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động vận tải hiện hành? Ghi nhận của VTC14. Ảnh hưởng nhiều đấy ạ. Bây giờ khách thì dịch giá này khách thì không có mà giá xăng dầu lại tăng như thế thì hầu như bọn em là đi làm như này là nếu mà hôm nào mà không có hàng hóa để thêm vào thì vẫn phải bù lỗ. Đó là ý kiến của một doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định khi giá xăng dầu lập đỉnh mới trong những ngày qua. Vậy chi phí xăng dầu hiện chiếm bao nhiêu phần trăm trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp? Qua đánh giá của các doanh nghiệp, hiện chi phí nhiên liệu trong kinh doanh vận tải chiếm khoảng từ 25-30%. Trong khi đó, chỉ tính trong vòng 2 tháng qua, giá dầu đã tăng tới 30%. Điều đó có nghĩa chi phí sản xuất của các doanh nghiệp cũng bị tăng thêm. Theo phản ánh của các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá xăng dầu tăng nhưng giá vé thời gian qua vẫn giữ nguyên. Năm ngoái đến năm nay là quá là vất vả. Xăng thì mỗi ngày tăng một cao, mà giá vé thì chỉ vậy thôi. Thì chúng tôi cũng nhiều lúc cũng phải là mưu sinh thì cũng lên xe là thôi, một hai khách thì cũng bảo là thôi các bác thông cảm, cháu ngửa tay xin thêm 5.000, 10.000 nữa để cháu đi để bù lỗ. Đi lại bây giờ nó rất là khó khăn. Đấy, là như các anh biết là vào bến là nó bây giờ khách khứa là hiện tại nó cũng khó. Đấy, tức là cái giá dầu bây giờ nó lên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Của các công ty và các đầu xe. Theo các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện các doanh nghiệp vận tải hành khách đang gặp rất nhiều khó khăn khi lượng hành khách thời gian qua giảm mạnh do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Cùng với đó là giá xăng dầu biến động mạnh khiến hoạt động vận tải hành khách bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm tần suất hoạt động.